đĩa con nhét đi, con mà nhét nữa chứ má gì đó, nó đau nhất mình, má bị này kia, mình cãi lời không có được. Ngày xưa người ta nhét ngọt là lý do là sau khi xanh rồi người ta sẽ cảm thấy phù tay chóng mặt, cái nó cứ ồ ồ ồ ồ cái tay đó là lý do là do xưa chứ trong cái tay mình nó cộng dĩa bên trong mà các bạn, nó là cái màng nhĩ thôi, nó không có thông gió, cho nên cái ông bà mình cứ truyền lại nhét con gòn vô đi cho đừng có bị ồ tay, đừng bị gió lùa vô, gió nó không vô, gió đâu có vô cái em ha. Cái quan điểm nuôi nó khác nhau với con với cháu ấy, cái làm cho nó căng thẳng giữa mình và người lớn. Thì có những trường hợp mình xử lý kém xíu mình không cãi lại các bạn nha, nhét không có giá trị, mà đôi khi nếu như cái này nhét sâu vô nó lại gây nút tắc cái tay, nút tắc hoặc nó gây một cái dịch nó ứ động ở trong tay, nó dễ gây chia tay giữa thì nó không có tốt. Còn nếu như mẹ mà kêu rồi cãi không được nữa thì nhét, nhưng mà mấy em phải nhớ là cái chỗ này cái tay của mình là nó tiết dịch ra mà, cho nên khi mấy em nhét rồi thì mấy em phải khai chứ không có nhét hoài một cục gòn mà mấy em để từ sáng.